Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề với các huyện, thị xã, thành phố về công tác xử lý vi phạm hành chính sau tháng đầu năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị. Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó phổ biến nhất là những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực như thương mại, môi trường, xây dựng, vi phạm quy hoạch, đất đai, an ninh trật tự an toàn xã hội, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 đến 14 tháng 6 năm 2019, các ngành chức năng đã phát hiện 3.752 vụ việc vi phạm với 4.349 đối tượng bị xử phạt, trong đó xử phạt vi phạm hành chính là 3.744 vụ. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành là 3.590 quyết định, chiếm 88% số quyết định xử phạt được ban hành. Tổng số tiền phạt thu được hơn 36,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hành vi vi phạm do tỉnh Long An có đường biên giới dài tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, thành phố Hồ Chí Minh và là một trong số những tỉnh thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ với số lượng người dân nhập cư đến sinh sống đông tăng theo từng năm, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý dân cư, tình hình tệ nạn xã hội cũng gia tăng theo đó. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu trong thời gian tới, các sở ngành địa phương rà soát đánh giá về công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ công chức và người thi hành công vụ về tầm quan trọng trong việc xử lý vi phạm hành chính, tuân thủ theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục trong xử lý vi phạm. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cần quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm, các địa bàn phức tạp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót.